mà mòn đi một nơ bên. Đồng Lộc, 4 giờ sáng ngày 24 tháng 7. Tiểu đội còn 11 người, hái chỉ bổ sung cho A Năm. Buổi sáng ngủ, chiều phá bom sửa đường, tối trực đảm bảo thông đường cho đến khi chiếc xe cuối cùng đi qua. Công việc kết thúc lúc 3 giờ sáng. Đêm qua, 400 xe vượt qua trọng điểm, 6 xe trúng bom, một đại đội cao xạ bị xóa sổ, 32 chiến sĩ hy sinh. Các anh ấy bảo vệ ngã ba mà mình không biết mặt, nên nỗi đau nhè đi. Chị Tần nói, hà bé nhất tiểu đội mập bướng, 17 tuổi, 4 tháng, 3 ngày. Mẹ nuôi 17 năm, 1 tháng, 6 ngày. Mẹ ơi, con thèm nghe một tiếng gà nhảy ổ, tiếng chó sủa trong đêm. Nơi con ở chỉ có tiếng cười con gái, chẳng có gì cũng cười, nhìn nhau cũng cười. Gió Lào thổi qua Đồng Lộc nóng trên 40 độ. Chị Hời không chịu được nóng, cứ ngâm mình trong nước. Giấc ngủ ngày đè nặng chập chờn. Mi khai tay chứ? Mi không nói cho tao nghe anh Vĩnh hôn mi làm sao, tao giật tóc mi chết. Hắn mới cầm tay chứ hắn đã hôn đâu. Mi thề. Tôi thề. Một tổ ba chữ tư biển vô, chữ thứ nhất 4 quả, chữ thứ hai 6 quả. Con tổ thứ hai 4 quả. Nổ 2. Con 2 thì con tổ chưa nổ. Nổ 6. Mặt đường sạt chân núi con 4 quả chưa nổ. Em phải kể chị nghe đấy nhá. Em không kể chị sẽ báo đại đội truyền tối quá. Áo lót 20 chiếc A4, thiếu 2 kiếp. Tiểu đội 4, quần đùi 20, con áo lót 22 chiếc kìa. Sao quần đùi có 20 mà áo lót lại có những 22? Lần trước tụi em nhận thiếu 2 chiếc. Kêu ông Linh lại đây, nhanh lên. Thủ trưởng ơi! Anh Linh ơi, lại đây! 1,5 m, 3 m, 4,5 m mi cắt đi. Thủ trưởng, đo kiểu ni thừa thiếu làm răng. Xẻ tay tôi chỉ có 1 m. Cứ đúng tiêu chuẩn,
Mới có 2 mét mà chưa. Câu cho ông ấy cũng đến thẳng như bọn mình. Em xuống đây, đợi thêm một đợt nữa. Làm sao em nhớ được 13 quả, đừng bỏ sót nhỏ nha. Bao giờ có thư, nhưng chị lại thuộc thư của tất cả mọi người trong tiểu đội. Trường Sơn Tây, em xa nhớ. Sau mấy ngày hành quân, đêm nay bọn em ngủ trong rừng, anh nhớ em xa xiết và cầm bút ghi thư cho em. Em yêu dấu. Mi đọc cho tao nghe. Hương, con yêu quý của mẹ. Mẹ nhận được thư con từ chiều hôm qua, biết nơi ngã ba đầy bom đạn đó. Con đã chờ tin nhà, nên đêm nay mẹ ghi thư cho con. Anh thương em nhiều lắm. Anh không... Hắn viết khó coi quá, mi đọc đi. Anh không quên được bàn tay nóng ấm của em. Mi mần chị hắn đấy mau. Mi giờ hắn à. Mẹ và cả nhà đều khỏe, ai cũng nhớ con nhiều. Cú Tèo suốt ngày luôn miệng hỏi bao giờ chị Đạch Mỹ mới về. Con biết không, mỗi lần cả nhà quây quần bên mâm cơm, thiếu con cả nhà buồn lắm, bức bật cỡ mày nghẹn ngào về vắng con. Ở nơi ngã ba, con cố gắng giữ gìn sức khỏe con nhé. Đâu là chẳng thu. Kia trên non dưới nước đủ màu xinh, núi ngàn từng trông thấy những cây xanh bể sâu thẳm sông kêu ran mặt nước. Lúc suy nghĩ từ sau cho tới trước, người cổ kim, kim cổ khác chi mà. Cái nhỏ làm chi mà lâu vậy? Thành mấy kẻ tài hoa ba vàng. Xuân, ai thế này? Ngàn ngày là mấy cua phi nghĩa cho cùng. Cô đứng lại, đừng nhúc nhích. Chị rửa. Trang Ngân cười. May mà mẹ không đeo nhẫn cười, chứ nếu không thì bom nổ tán sạc ra rồi. À. Ngày xưa theo ông về nhà chứ cười xin mô mà cô nhận. Từ trường không? Mẹ chỉ cần mang cái kiếm đông người là nổ liền. Mí trẻ nọ sợ, tao già rồi sợ chi.
thấy họ rồi. Đi mau mẹ ơi, hắn quay lại đấy. Mà cha thằng Mỹ ở quê mẹ hắn cũng ném rứa, người chết vô kể. Mẹ đi răng la rứa. Tao sợ chí mà phải đi lòng vòng, tao thích đi thẳng. Đêm đã về khuya, sương rơi ướt nao, tiếng hát ai vang vọng giữa rừng. Phải chăng em cô gái mở đường, chưa thấy mặt người mà đã nghe tiếng hát. Phải cúi đầu em đi bắt những nhịp đồng cho những con đường đợi máu giao thông cho xe thẳng tới chiến trường. O Giàng cung tiểu đôi với con ấy. Hắn có con đáy dâm nữa không? Chứ hồi ở nhà hắn thì có người yêu rồi, anh thằng đánh đàn bạt hay lắm. Hắn yếu đương chí, còn lo nhiệm vụ đánh Mỹ. Mẹ nói cứ như ông lính thủ trưởng của bọn con ấy. Ông lính ấy. Bọn con ở đằng kia, con phải về làm nhiệm vụ. Ừ. Con cầm chuối về ăn này. Bọn con có ba đứa đây. Ừ. Con đi nhá. Ừ. Tôi trả bát cho các con ăn cơm. Đi đi Giang. Tôi về đây. Ngày mai tôi sang. Nếu lỡ ngày mai bom đánh vừa hết bát, lấy chi mà đánh hen. Lo bò trắng răng. Chúng em mỗi đứa có hai cái, tha hồ mà đánh. Đi Thắng, đi với tụi em. Đi. Răng kêu rứa. Em là nhất trí liền. Cháu ba. Bà con đi mua hết cả. Bà con đi sơ tán cả rồi ạ. Sáng ngò không đi, bụng dạ rứa ở đây làm chi. Cô lên thăm ai rồi ạ? Tôi thăm con Ràng, hắn ở mô. Ba phải lên ban chỉ huy đại đội, họ kêu O Ràng tới. O không phải người làng đi à? Cháu cũng là thanh niên xung phong. Cứ chưa bị kỷ luật, phải đi chân bò. Sao ngó không về nhà, có cha, có mẹ. Ở đây còn có chị, có em. Về làng bắt vá, cào trồng vui vối. Nhung lắm. Thủ trưởng cho em về nha. Em hứa lần này là lần cuối. Ô đừng lấy nước mắt dọa tôi. Ô đọc đi. Khi làm đơn đi thanh niên xung phong, ô viết những gì? Những gì đây? Không, nhưng mà em nhớ mẹ lắm. Trong đơn em chỉ hứa là gian khổ hy sinh em không ngại, chứ em có hứa là không nhớ mẹ đâu.
Thì tôi đã cho O về một lần rồi còn gì. Ai mà cũng như O. Cháu chào bà. Chào cụ. Chào O. Cụ có việc chi ạ? Tôi thăm con Ràng. Mình rằng ông lại bắt con nợ kỷ luật chân bò. Cụ nói ai? Mời cụ ngồi. Tôi nói về O của chữa. Thương nhau thì về ở với nhau. Ngày xưa đã vậy rồi, bây giờ cách mạng. Cụ ơi, nhưng đây là chiến trường, phải có kỷ luật. O về đi, tuần sau thì giải quyết. O mà còn dọa từ từ, O đừng trách tôi. Hoa nô anh Linh. Rửa răng mà bọn hắn không chữa. Cụ ăn cơm chưa, để tôi đi báo nhà bếp. Tôi lại xin ông tha lỗi cho con nó. Trả O Loan về địa phương, đơn vị không nở. Để O ấy đi chân bò, chứ ra mặt đường bom đạn cực khổ chịu sao được ạ. Đi thôi cụ ơi. Đi, đi phải lên đại đội với tao. Có gì thì giải quyết ở tiểu đội. Làm sao các ông cứ kéo nhau lên đây. Tại tiểu đội hắn không nhận, tôi là thủ trưởng. Tôi và hắn đi tạm mở khe. Đồ tôi để trên bờ, hắn lên trước. Tiền tôi để đây này, hắn không lấy thì ai? Tôi nói tôi không lấy. Mi này lão, tao mới lĩnh. Tao mới lĩnh 5.5 hôm qua. Chỉ có tao với Mi. Các ông Mi tao về à? Tôi hỏi, nhân dân nhìn vào các ông ra sao? Con Ràng hồi ở nhà mất của hái hào mà đập em suốt ngày, của đau con xót. Cho đã tìm kỹ chưa? Tôi khám mà hắn không cho. Các ông về làm báo cáo. Tối nay O Hùng ở nhà không được ra mặt đường. Giải quyết xong việc này các ông mới đi làm. O về đi, tôi sẽ làm cho ra. Không, có chuyện gì nữa? Kể tao. Không, không. Ba, ba ơi! Ba, 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 chào đông, ba, ba, chào đông. Ba. Quế ơi, xài tao mất cơm. Mẹ này, em lên chồng đi ơi. Chồng rửa, nhanh lên. Làm nhìn nào. Sao tôi tìm được em Phương xa gửi tới anh Tuyền Tuyến anh hùng Nguyễn Văn Nguyễn còn thương 0319. Các con đừng có để mất, sẽ có người đưa lên huyện. Chiến trường đang mong đợi thư từng giờ đấy. Toàn đại đội tập hợp. Mà cầm cho chồng nhé. Chị nhớ để phân cho em nhá. Hiểu. Trong 4 năm ở thanh niên xung phong, tôi chưa từng thấy sự việc nào như vậy xảy ra. Các đồng chí của chúng ta đã ngã xuống, các đồng đội của chúng ta ở tuyến trước đã hy sinh, gian khổ hơn chúng ta gấp bội, nhưng vẫn giữ được phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam anh hùng. Đồng chí Hồng, ra khỏi hàng. Báo cáo sư trưởng, đồng chí Hồng hôm nay vắng mặt. Báo cáo sư trưởng, tôi vừa thấy đồng chí Hồng chạy đi mô đó. Toàn đại đội triển khai bắt đồng chí Hồng về đây. Tất cả thi hành nhiệm vụ. Khi nào thì vừa chạy vừa khóc, không biết sao. Cả nhà hắn chết bom chẳng còn ai, hắn đi thanh niên xung phong là để trả thù, hắn lấy tiền của mi làm chi? Tao nhớ tiền tao để trong túi sáng nay mà. Trời ơi!
tiền nào đây? Di Vọng đâu rồi? Hồng ơi, tôi giết Mỹ rồi. Hồng ơi, Hồng ơi. Chết thì chết, chứ kiểu gì mai mốt cũng chết, sống vậy nhục lắm. Phụ nữ chúng mình không được sinh nở, chết mà không biết điều đó, uổng lắm. Các đồng chí phải nhớ, hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Tôi nhắc lại, cùng chảy vào một bể. Minh ở đâu cho tao coi? Ít bằng bao nhiêu? Đồng chí hơi nghiêm túc. Đây là bài kiểm tra đánh giá một học kỳ của các đồng chí. Trời ơi, em biết khi mô thân em hết nhục dày vò năm canh. Tình ơi gian dối là tình, thuyền em rách nát có lành được không? Trăng không cô gái trên sông, ngày mai cô sẽ từ trong ra ngoài. Thơm như ông ấy nói về thân phận bọn con gái ngày xưa đấy. Suối ban mai dừa rừng, ngày mai gió mới ngàn phương sẽ đưa cô đến một vườn đầy xuân. Ngày mai trong giá trắng ngần, cô thôi kiếp sống đầy thân giang hồ. Thưa cô, em không biết cái máy nước ra sao. Nếu cô ra bài hai người gánh nước đổ vô bể thì em làm được, chứ thế này thì em chịu. Thưa cô, em ở trong đồi cảm tử, sống chết lúc nào không biết, cô cho em thôi, khó quá. Các đồng chí làm bài đi cả hết giờ. Đưa cô xem. Chim bồ câu vốn hiền lành, ý nghĩ của o là lắm. Xin cô đừng báo cáo lên trên. Hôm nay chúng ném tất cả là 21 đợt, 15 trái trúng mặt đường, còn 22 trái chưa nổ. Hết chưa rồi, các đồng chí nộp bài đi. Bài em đây ạ. Con bê mắng đồ về nhà cất đi nha. Bà làm bài chứ xong đây ạ. Cất cẩn thận. Đây. Mì mình răng bà nghe nọ biết. Vì vòi nước là cái chí ở con. Con làm xong hết ba. Ờ. Ha, đang mi gan chứ. Ó, có bị mình răng không? Ngày mai con đi lấy chồng bà. Đây đây, tất cả đội cảm tử tập hợp. Lên đi mới lên vào ngang nhé. Lên nắng hai con kia chứ làm sao thì có em làm cái đó thì đang làm thế mà thôi mẹ nha. Nghiêm, tự đi nào. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, đội cảm tử đã sẵn sàng, chỉ có đồng chí Hoa hôm nay đến thắng. Báo cáo hết. Báo cáo, tôi chỉ kiêng lội nước không kiêng phá bom, đồng chí cho phép tôi làm nhiệm vụ ạ. Tôi không đồng ý. Đồng chí Hoa ra khỏi à. Chúng ta làm việc cần kề và cả chết, dù chỉ một sơ suất nhỏ cũng dẫn đến tổn thất, hy sinh. Đồng chí không? Có tôi. Tôi thay mặt ban chỉ huy xin lỗi đồng chí sự việc sáng nay. Đồng chí còn thắc mắc gì không? Tôi, đội viên thanh niên xung phong Nguyễn Thị Hồng,
sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Toàn bộ tiểu đội chuẩn bị đồ dùng, tư trang cá nhân. Rõ. Chúng tôi vừa qua môn toán. Cô giáo nói, đến ngày hòa bình, chúng tôi cần phải biết tính toán. Còn bây giờ, các chị chỉ có một phép tính. 22 quả bom chưa nổ, đến 6 giờ phải dọn sạch, thông đường. Toàn tiểu đội tập hợp. Nghiêm. Đi nhá. Không đi, đi nhá. Đi nhá. Đi nhá. Ban chỉ huy nói là xấu xả chị em, thủ trưởng phân nào lọt thế này, làm sao tôi mặc được. Quá ơi to, thủ trưởng phân nào nhỏ, của em nhỏ, cháu thủ trưởng phân nào to. Làm sao thủ trưởng biết của mình nhỏ. Mỗi lần các o được phân mấy chiếc? 2 chiếc. Quần lọt rộng, bọn em còn thắt giải rút lại, chứ áo lọt mà rộng, để dùng tân rốn. Thì có tác dụng gì hả thủ trưởng? Tôi sẽ đề đạt lên tổng đội. Bọn em không sợ rộng hẹp, chỉ sợ không công bằng. Thế thì lần sau phải phân cho đều, mỗi ô một chiếc lớn, một chiếc bé. Anh mong sao chàng trai kia trong chết thiếu nữ. Ông Linh thế mà tiểu răng bị đỏ mặt. À, ông hỏi ông Linh rồi. Ông ơi, chạy chúng mày. Tôi đập mấy chén này. Số 3 xin tiếp tục. Đồng ý cho tiếp tục. Tao đã bảo mà, chiếc chìa khóa đó màu vàng. Còn bao nhiêu trái nữa nhỉ? 16 trái nữa. Mi lên chi rứa? Mi phá khóa. Làm tao chịu, tha nó đến đây. Trả về cho lão cười cho ấy. À. Cẩn thận không nhá. Sáng nay mình từ từ không chết, làm sao bơm diệt mình được. Nay mô không rửa hả con? Ta
Tao bảo là chúng mày con hợi đập khóa để cho nó đi trước. Để nó đi. Lên đi. Lên đi. 2, 3. Đi lên đi. Cố lên. Giỏi lắm. Giỏi lắm. Đúng lắm. Vâng ra. Ôi trời. Chạy theo tôi ơi. Nội dây chuyền cỏ đường đi rồi. Em có làm sao không? Còn một người nữa. O Hồng đâu? Mi con cười được à? Hắn bị điếc rồi, mi mang hắn làm chi? Tao biết đi xe đạp rồi đó. Sao nhiêu thế? Của chị em, tiểu đội 4 gửi chị. Nó đạp đấy. Nếu là con trai, Loan đặt tên là gì? Nếu sinh con trai, em đặt tên là Anh Hùng. Mình thích tên Chiến Thắng. Em không đặt rửa mơ. Để hoàn thành nhiệm vụ, nghiêm cấm các đồng chí rời đơn vị để tiếp xúc với bộ đội. Bên quân đội cũng có lệnh như vậy. Ai vi phạm sẽ bị kỷ luật. Đề nghị nghiêm túc. Chúng em thèm lắm chị nữa. Lệnh cấm chúng em sờ mò thì có cấm chúng em nói chuyện đâu à? Sờ mò chúng em chả dám đâu chị nữa à? Tôi không biết. Lệnh là như vậy. Các con liệu cách mà thực hiện. Thế tại sao hôm nay các con không hát thế? Ô Hường đâu? Chứ ngày người ta biết mặt trà không biết nghe nhanh tay lên. Xe đi qua đấy. Phố trong lên mà đỉnh núi thời cao, tinh thần mà cứu nước còn cao hơn nhiều. Đội bàn được không đường.
Sáng mai anh qua cho ba xem mặt nhá. Giang ơi, Giang, dừng lại, anh bảo cái này. Bữa mô cũng rửa à con? Ba ngủ đi ba. Đồng Lộc, 4 giờ sáng, ngày 25 tháng 7. Sắp có đánh lớn. Những binh đoàn trụ lực nối nhau qua Đồng Lộc tiến vào Nam. Tiểu đồi lại một lần thoát chết. Quả bom rơi bên cạnh không nổ. Mẹ đừng lo cho con, con chẳng chết đâu, vì con yêu mẹ vô cùng. Con muốn hàng đêm ngồi nơi đây để được gần mẹ hơn. Chẳng còn lâu nữa con về bên mẹ. Ngày đó sẽ đến, con sẽ học vẽ. Con muốn vẽ ngôi nhà có bụi tre đỏ rực, in hình xuống dòng sông đen thẫm. Mẹ đứng đó, nhỏ bé, trên nền trời màu tím. Chị Hời nói, nếu có kịp sau, chị sẽ làm con cá bơi trong hồ nước để trốn cái nóng của gió Lào miền Trung. Nếu có kịp sau, thì không có chiến tranh đâu mẹ nhỉ. Còn con vẫn là con của mẹ, được ngồi bên thềm ôm hối mẹ ngóng đời cha về. Cha sẽ không bỏ mẹ con mình. Cha đi đánh trận đã 20 năm rồi. Còn chị Hường ước mơ là ca sĩ, chị sẽ hát cho đến khi kiệt sức. Người ta sẽ xây cho chị ngôi mộ trên đỉnh núi Đồng Lộc. Có những chàng trai đẹp đến đặt những bông hồng lên mộ. Trên non dưới nước đủ màu xinh, núi ngàn từng trông thấy những ngủ đi có chuyện chi mà mi trăn trọc không ngủ được hả? Mình muốn có con mà bình rồi mi lấy chồng muốn mấy đứa mà chẳng có. Ai đây? Em mang cho thủ trưởng bát cháo.
oa đấy à? Ô, đến lúc này người ta hiểu nhầm thì chết. Này O, hôm nay O dũng cảm lắm đấy. Tiếp theo những thắng lợi cực kỳ to lớn, có ý nghĩa chiến lược. Với nhiều trận đánh hiệp đồng binh chủng, kết hợp chặt chẽ tiến công với nội đại. Phần quân của dân ta đã đập tan tập đoàn phòng ngự phía đông của địch, hình thành thế bao vây cô lập hoàn toàn quân địch. Nếu bị chết, anh ấy chẳng thèm khóc đâu. Em sợ lắm, em van chị đấy. Xuân, mới còn một thì ra đằng đi. Cứ bày ra đi, băng nào cũng ngượt cả rồi. Đi. Các đồng chí đã bao che cho đồng chí Hà. Đại đội trưởng đã bắt được đồng chí Hà sáng nay. Sự việc rất nghiêm trọng. Công của chúng ta đã đổ xuống sông. Đồng chí Cúc. Dạ. Đồng chí tiếp tục ở lại kiểm tra xem những ai bao che. Còn tôi lên báo cáo đại đội. Bà lên ông Linh. Chính bà che giấu. Bà thấy O Hà đi. Không việc gì bà phải đi. Bà không có lỗi. Toàn tiểu đội, một hàng ngang tập hợp. Đây là đơn vị thanh niên xung phong, chứ không phải ở nhà. Nghiêm! Ở đây không có ai là phụ nữ cả. Không có, chỉ có chiến sĩ và chỉ huy. Đồng chí rõ chưa? Đồng chí đã trốn đơn vị bao nhiêu lần? Mỗi ngày một lần ạ. Báo cáo vì tôi có kinh nghiệm ạ. Kinh nghiệm? Tôi tưởng chỉ có kinh nghiệm phá bom, kinh nghiệm mở đường. Hóa ra còn có cả kinh nghiệm trốn nữa. Vâng ạ. Đồng chí trốn đi để gặp đứa nào? Không phải đứa ạ. Hắn là ai? Đồng chí có khai không? Dù chết tôi cũng không khai đâu ạ. Rồi cái bụng của đồng chí nó sẽ phải khai. Nó cũng không khai đâu ạ. Báo cáo đại đội trưởng, tiểu đội trưởng, tiểu đội 4 có mặt. Đồng chí Hà, về đi ngủ đi. Lúc khác tôi nói chuyện. Báo cáo, đêm qua tôi đã ngủ rồi ạ. Ngủ à? Ó đừng đánh lừa tôi. Ó về đi. Hắn mới không phải là nửa anh hùng. Tôi đã cào trọc đầu hắn rồi. Ngày mai, đồng chí phải ngủ với hắn. Rõ chưa? Rõ. Nếu cô biết mình làm gì một đêm bên hồ, sẽ chẳng ai hiểu mình. Các chị đừng trách em. Em chỉ muốn có một mình. Chiến tranh không bờ, không bến. Đêm nay, đêm mai. Nói đi, phần gái của lũ chúng mình. Bao giờ? Bao giờ? Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng gió, bên mưa. Hãy subscribe.
Để tán đi. Anh Thắng này em cắt bàn cho mày. Đi đây, đi đây. Đi đây, đi đây. Chi rồi? Nhẹ chân. Khẹt thôi. Bà ơi, đây là anh Thắng lái xe xúc bên giao thông bà. À. Cháu chào bà. Chào anh. Anh Thắng nói chi rứa? Cậu là đàn ông, răng mà nhát rứa. Có ai chú trong hầm nữa mô? Cậu tránh nó cho tôi lên. Máy bay hết rồi. Ba ơi! À, ba! Cả có gán nè. Ba, ba cũng muốn ba. Ba thấy anh Thắng răng. Anh Thắng nói chi rứa? Ba có ứng không ba? Nên uống chi mà nhạt. Anh Thắng. Anh Thắng. Ồ, chọc tôi như thế chưa đủ sao? Sao anh không nói chi với ba? Vé. Hôm nay tôi đồng ý cho cả con ở tiểu đội 4 về nhà ao làng chơi. Alo! Các em đưa ba về thật cẩn thận, nhớ thay nhau mở cổng. Đúng 6 giờ chiều nay là phải có mặt. Dạ. À, chúng mày ơi, cả con kìa. Địch tập trung đánh vào ban đêm, ngày trở nên dài yên ắng. Cả bọn ngẩn ngơ vào ra. Bà của Ràng sắp về. Không còn được nghe điều ca trù bà ru chúng tôi ngủ. Nhớ câu ví quê mình: người ơi, thiệp thương chàng đừng cho ai biết. Mẹ ơi, đêm nay con không được đến bên hồ ru cho mẹ ngủ. Mẹ đừng lo cho con. Người ta nói hai quả bom không thể rơi trúng vào một hố. Tao nghe không nói rồi. Tụi mai đi nhá. Ba đây, sớm đi trước anh.
bom đánh rơi là chỉ ra tốt, mà số ri mà nó mà đủ lúa cho bộ đội ăn hay. Đi hất hất đi. Bỏ nó ra cho bố rồi cả. Ơi, chuyện này nhớ trúng lộc lắm. Có nhiều người bị không? Cùng ý tôi. Đưa lên bệnh viện con xa không các chị ơi? Nhầm đường rồi. Đường này lên núi các chị quay lại đi. Chị ơi, dùng giúp dừng lại bọn bay ơi, nhầm đường rồi. Lan ơi, không ngươi nhanh lên. Ôi, lên nhìn lên bé ơi. Quay xe lên đi. Nhẹ nhẹ tay thôi nha. Ha, lên nhanh. Bỏ đồ đang. Nhìn lên, coi lại. Quay xe lan đi, nhìn lên. Em đi thanh niên xung phong có được không chị? Nhưng mà em còn nhỏ lắm. Em đi chị nhá. Tôi còn em đi đấy. Mi chết rồi. Không, sao chị nghe? Đừng lừa anh. Nào ơi, đừng anh với. Gái hồng nhan bạc phần, em bỏ đôi má đau thơ thận. Giữ buồn xuân hỡi buồn. À ơi, nhà năm gian thông thấy con cùng mẹ, chỉ thấy con cùng một mẹ. À ơi, năm ba sao ruộng rẻ, nó có kẻ cây bừa, đã đau đớn mẹ chưa đau ruột tâm chín khúc, thương phần mình giang dở. À, chào các cháu. Sao cháu khóc? Nhìn đi cháu, nhìn đi. Mẹ cháu đâu? Mẹ nó chết rồi. Thế bố cháu đâu? Bố nó đi bộ đội. Cháu ở với ai? Nó ở với ba. Chân mi đẹp lắm. Các chú bộ đội mà rơ vô thì mát lắm hè. Bọn mình thiệt thòi lắm. Trái bom này là lắm. Em tăng thêm lượng bộc phá. Chạy đi. Nổ. Chào thủ trưởng. Chào các cô. Chào các cô. Chào thủ trưởng. Chào các thủ trưởng. Chúng tôi đánh bộc phá 3 lần mà hắn không nổ. Bom là lắm. Nổ đâu? Nó nằm trên nhanh giữa đường đó. Chúng tôi không thể vi phạm nội quy được. Phải bắt nổ hoặc di chuyển quả bom mới cho cả O làm đường được. Thế thì các anh làm ngay đi. Thủ trưởng cho phép chúng tôi đào nó lên. Biết lúc nào nó nổ mà O liều lĩnh vậy? Mà O định đào nó lên bằng gì? Bằng tay. Không. Nhiệm vụ thông đường là của chúng tôi. Công binh đâu? Chúng tôi đã bổ sung cho tuyến trên, muốn điều họ phải mất rất nhiều thời gian. Chúng tôi là công binh đó. Các đồng chí nặng đầu óc phân biệt nam nữ.
Nếu là bom nổ chậm, trước khi nổ phải phạt nóng, chị em chúng tôi sẽ chạy kịp. Tôi đề nghị đây là khu vực nguy hiểm, ai không có phần sự phải ra khỏi đây. Chẳng lẽ cả tuyến đường quan trọng như vậy chỉ trông chờ vào mấy cô gái này à? Nghiêng sườn đông mà che mưa anh hai ba. Nghiêng sườn đông mà che mưa anh, nghiêng sườn tây em dọa bóng má. Có chi mà mi sơ sống. Tiếc quá. Tiếc cái chi? Rẽ phải. Anh biết là em rất đẹp, nhưng tối qua anh chẳng nhìn thấy gì cả. Tán tỉnh nhỉ. Chỉ có ba con rồi em ạ. Em nên biết rằng xe của em trong tuần đi đâu, tốc độ của đoàn xe phụ thuộc vào tay lái của em đó. Tôi biết tôi bao nhiêu tuổi mà xứng chị với tôi. Đánh tay lái xong phải. Có nhìn thấy mấy cái tiêu kia không? Thiếp thì đừng để cho ai hay. Các ơi thiên anh, có hát cho anh nghe đó. Em quê đâu? Hà Tĩnh, con anh. Hà Nội, nghe giọng em chắc xinh lắm. Có bó bên trái, rẽ. Anh cho Trần lên đâu phải không? Đi nhanh, giữ tốc độ đoàn xe nhá. Chào, chào Xuân. Chào, bé trai. Bé trai. Ba, hai, ba, hai, ba, hai, ba, hai, ba, hai, ba. Thương bọn thanh niên xung phong chúng em. Thank you.
phải chưa? Với bông đàn thì anh bỏ chạy, bốn gái anh táo tơn nữa. Lần đầu tiên ra trận, chưa quen. Với phụ nữ, anh quen rồi phải không? Hương ơi, mi hát cho vui đi. Cô biết không anh ấy? Hắn bọc vào ngực mi à? Sao chị biết? Răng mi lại tát vào mặt hắn. Em vừa thương vừa ghét hắn ta, mà em cũng nghĩ mình ngồi mất gì đâu. Chị đừng kể cho ai, ngừng lắm. Xuống rửa chân đi. Lên lên chúng mày nhanh. Nhanh quá anh. Bà Bay ơi, xuống tắm đi. Hôm qua mày nhận được khí của anh lắm à? Lan lên, lan lên, lan. Thế cho bà với. Lan lên tôi nghi mi lắm. Mi đã nhận đạo mới chứ? Đã nhận rồi. Mệt quá. Mày vẫn đi kịp thống đường này. Mệt nhỉ. Cô ta vo kéo người ta. Đơn vị hành quân giữ vững đội hình. Gửi các nữ thanh niên xung phong anh hùng, hãy giữ vững tinh thần, bộ binh nâng đến. Chiến tranh thì mặc chiến tranh, yêu em anh quyết để giành nụ hôn. Họ giành khí bom đạn không đường, nụ hôn anh để trên giường chờ em. Họ trả cho hắn một câu đi, thật đau bao, thằng cha bao hoa tử. Họ đi. Nghe được anh ơi, nghe chị em chúng tôi họ đây. Họ đi luôn. Chiến tranh thì mặc mà chiến tranh, đã yêu em chọn chọn cho thanh mà người ơi. Chờ mặt anh thì sầu như niêu, hôn anh em thường hôn liêu trái bom. Em nằm trong để chị nằm ngoài. Em trốn mua chị sợ. Mi ngửa ngày lên, làm răng tao giữ được. Chị cho em mượn cây kẹo. Xuân, ngày một em đi phép lấy gì lắm qua? Em không đi đâu. Mấy vẫn đi, ác liệt quá. Em nói, để dành cho cha mẹ em. Em đang phá hết đâu, mà chị sơ. Mẹ của con, thằng giặc đánh nhiều hơn rào trước. Mẹ chắc là lo cho chúng con lắm. Mẹ đừng lo, ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm, giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày, chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng, nhưng không thể làm rung chuyển được trái tim của chúng con đâu, mẹ ạ. Mẹ ơi, thời gian này địch đánh phá ác liệt, nhưng bọn con vẫn tập được nhiều bài hát mới. Bọn con hát cả ngày, ngay những lúc gian khổ nhất, để nối liền con đường bằng cả tâm hồn
và trí lực của chúng con. Chị Cúc thật buồn cười. Mỗi lần thay áo, chị lấy chuyện tiền khâu lại. Chị nói, đời chị cực khổ nhiều rồi. Chị phải dành dùm từng xu để có một mái nhà cho riêng mình. Nếu có con, nó phải được sung sướng. Hôm nay bao nhiêu? Em hẹn ngày mai phải không? Hôm nay là 25 tháng 7. Mai 26, 127, T28. Hai vòi nước chảy vào cùng một bể, hết 2 giờ 24 phút. Mi tính sai, cô cho mi rưỡi là cao. Nhỏ, mi đưa tao coi. Tính cách chi mà bị 2 điểm. Trời ơi, đóng mà biết ngu nữa. Làm chi mà hết những 10 tiếng. Em bị đúc mất thôi. Hương, mi Hương hát để chị giảng cho hắn. Dạ, em hát cho mọi người vui vẻ. Nhỏ, mi giải thích tao coi. Vòi 1 chảy 6 giờ đầy bể, vòi 2 chảy 4 giờ đầy bể, cả hai vòi chảy là 4 giờ cộng 6 giờ bằng 10 giờ. Kết luận cả hai vòi chảy đầy bể là 10 giờ. Giống mà bị ngu đấy. Ở hơi một điểm có sao đâu. Con hơi nói Hòa Bình hắn về làm ruộng. Con nhỏ muốn làm cô giáo thì phải chịu khó học chứ. O Hà muốn làm họa sĩ, em thì ham đi văn công. O Hương đẹp gái đại hạt hay, văn công cùng nỏ băng. Đêm qua, chị Cúc không ngủ, cứ ngồi im lặng ôm chặt bầu ngực của mình. Mình cũng không ngủ được. Lần đầu nằm bên chị Tần, mình có cảm giác được nằm bên mẹ. Chị muốn đêm kéo dài mãi. Người ta bảo chết trẻ rất thiêng. Chị Xuân đùa, bọn mình vẫn còn trong trắng, sẽ làm ma thiêng vận vơ, lang thang trêu đùa thỏa thích. Đêm qua, chị Hường không ngủ, mắt Hường rực sáng. Mẹ thân yêu, tối nay con lại sẽ đến bên hồ, sẽ chẳng ai ngăn được con đâu. Tao có quyền sách hay lắm. Hôm qua mẹ mới gửi nữa. Ôi, người ta tự tự tâm đấy. Hiện lọc xong rồi đấy. Tao có quyền sách. Tao có tiểu đội chúng ta hôm nay trực hiện trường. Đồng chí Hồng mệt thì ở nhà. Để đưa số báo thư cứu được lên huyện. Nghiêm, bên phải, quay. Chúng không đến. Hà ơi, sao hôm nay trông chị Tần kêu thế? Nhanh lên. Bắt lấy đi. Hay.
nhìn đây. Anh Thắng ơi, ô răng đây này. Hôm nay A Bốn đi hỏi chồng cho răng đây. Thôi, răng bị nhạt rứa, sao chứ? Chúng tôi đưa răng đến, sao anh lại quay đi? Đi răng, không thèm. Anh cho em xin lỗi. Cô nên nhớ, chúng ta đang sống ở nơi bom đạn, không ai được phép lừa dối. Hắn nói chi được? Im, để xem hắn nói chi. Anh Thắng, O đã có chồng, tại sao O lừa tôi? O cút đi. Tiểu đội, theo tôi. Sao anh lại làm cho rằng không? Sao à? Tôi phát hiện ra cô ấy có chồng. O dạng lừa dối tôi. Tôi nói cho anh biết nhé, A4 sống chết thế nào, cả tổng đội đã rõ. Đã là gái A4, chỉ có tiến, không có lùi. Các con, trói hết lại. Giấy đâu? Giấy đâu rồi? Kịp chặt nó lại, nghe nó giấy đâu? Giấy đâu rồi? Trói thế nào? Kìa các con. Đẹp xuống. Các con buông ra. Trói chặt vào. Làm lửa tay đi. Tôi tuyên bố cho anh biết. Một, gái tiểu đội 4 là gái Trinh, xúc phạm điều này, trốn sống. Hai, hồi 16 tuổi, O Rằng bị ép lên một lão thần kinh, O Rằng trốn nhà, nên xã phải hủy bỏ đăng ký. Ba, việc còn lại O Rằng tự xử lý, nhưng chỉ được 10 phút, đã đến giờ ra mặt đường. Cả tiểu đội theo tôi. Đi bay. Nhanh lên nha. Chúc hạnh phúc nha. Cởi trói cho anh. Hôm nay không có tiếng bom. Em sợ sự im lặng đấy lắm. Cái này là bây trò hành trật lắm đấy nhá. Chật mất mà chật. Hường, con yêu quý của mẹ, mẹ nhận được thư của con hôm qua, biết ở nơi ngã ba đầy bom đạn, con rất chờ tin ở nhà, nên đêm nay mẹ ghi thư cho con. Mẹ và cả nhà đều khỏe, ai cũng nhớ con nhiều. Cu Tèo suốt ngày luôn miệng hỏi, bao giờ chị đánh mì mới về. Con biết không, mỗi lần cả nhà quây quần bên mâm cơm, thiếu con, cả nhà buồn lắm. Ăn miếng cơm mẹ nghẹn ngào,
vì vắng con. Ở nơi ấy, con và đồng đội chắc vất vả lắm phải không? Đêm nay, chị cho em đi. Ông Linh biệt thì chết. Hà đi đâu, quan hệ với ai, cứ nói, chị Tân không cầm đâu. Nhưng mà em lại đã có người yêu đâu. Ngày mai sinh nhật về thăm mẹ sướng quá. Đêm qua mình mơ thấy O Loan sinh được đứa con gái, xinh lắm. Xin dự tử lành. Thế Hà đi đâu? Cực mẹ em cũng chịu được. Các chị đừng nghi ngờ em. Tình Cúc nhỏ hương ràng hời xuân xanh ơi, em không thể nào quên được lời ru của mẹ hằng đêm. Gái hồng nhan bạc phần, em bỏ đôi má đau thơ thận. Giữ buồn xuân hỡi buồn, nhà năm gian thông thấy con cùng mẹ. Dăm ba sao ruộng rẻ, nó có kẻ cây mưa. Đã đau đớn mẹ chưa, đau ruột tâm chín. Thương phần mình giang dở. Tiểu đội đã về, xếp một hàng ngang. Em ở đâu, sao không về tập hợp? Chín bàn đã quấy quần đủ hết tần nhỏ xuân hà, hường hời ràng xuân xanh. A trưởng Võ Thị Tần đã điểm danh. Chị thiếu mình em, chín bọ làm mười răng được. Đồng đội đã bới tìm vạt quốc. Em ăn đâu, nằm đâu, đất nâu lạnh lắm. Tóc em thì xanh, áo em thì mỏng. Cúc ơi, em ở đâu?